9, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mọi người sẽ cùng Hương để phân tích những lợi ích nên lựa chọn Union Coffee nhé. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy mô hình gọn gàng sạch sẽ như này, các bạn có muốn uống không ạ? Đây là chiếc máy Gemini với tần suất pha cà phê là 120ml cà phê mỗi ngày. Không chỉ đơn giản là để pha cà phê, nó còn có rất là nhiều, có một số những lợi ích khác như thế này. Để pha sữa, như các bạn biết là nhiệt độ để pha sữa là tầm khoảng 50-60 độ C hoặc hơn 60 độ C một chút thì sẽ giữ được cái chất dinh dưỡng ở trong sữa. Mình cũng nói đến pha trà, thường thì theo khuyến cáo thì pha trà không nên để ở nhiệt độ 100 độ C, tại vì nó sẽ mất đi một số cái biến đổi, một số cái chất ở trong trà nên là khi pha trà thì nhiệt độ tốt nhất là ở khoảng dưới 100 độ C, ở dao động khoảng từ 75-80 độ C. Thì chiếc máy này đã định lượng khoảng 60-70 độ C khi nước ra bên ngoài, nên là mọi người rất là dễ dàng để mà pha ra những cái ly trà mà đậm chất đậm vị, nó không có bị biến đổi cái gen ở trong trà. Và đây chính là những cái lựa chọn tuyệt vời cho những hộ gia đình này, rồi những spa này, khi mà những spa phẫu thuật thẩm mỹ đó, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, khi mà mọi người đi làm đẹp hay đi thẩm mỹ và sau đó cần nghỉ ngơi dưỡng sức và để uống những ly sữa mà nó có một cái nhiệt độ chuẩn, không cần phải canh chỉnh nhiệt độ, thì đây chính là chiếc máy lý tưởng, rất là nhanh chóng gọn gàng và nó định lượng cái nhiệt độ sẵn, chỉ cần cho pha một cách chuẩn mực. Còn đối với bệnh viện thì đây chính là chiếc máy mà mang lại những lợi ích cho bệnh nhân khi pha những ly sữa uống với mực nước để giữ được cái chất dinh dưỡng ở trong sữa với cái nhiệt độ thích hợp, và không cần phải tốn quá nhiều thời gian hay là phải tốn công nấu nước, phải cắm điện và nấu những cái ấm nước rất là tốn thời gian. Đây chính là một cỗ máy rất là hiệu quả và nhanh chóng. Còn đối với ở trong những hộ gia đình thì cỗ máy này khi mà lấy nước sôi cũng rất là nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện, không phải tốn thời gian để chờ đợi, và cũng đảm bảo an toàn cho trẻ em khi nếu như pha sữa cho trẻ em và người già, tất cả mọi người ở với cái mực nước cái nhiệt độ khoảng dao động khoảng 60-70 độ C thì nó không thể làm bỏng khi đưa ra bên ngoài. Và đối với những người yêu thích cà phê và khi uống cà phê thì không biết là một ly cà phê mình uống có nguyên chất hay không, hay là nó có những chất gì ở trong đó, thì đối với những ai mà yêu thích muốn biết về cái những ly cà phê mà mình thưởng thức và nó có nguyên chất hay không, thì mọi người có thể được trực tiếp nhìn ở trên chiếc máy xay cà phê này, được xay trực tiếp từ những hạt cà phê và được thưởng thức trực tiếp luôn khi sau khi xay, cho nên là không cần phải suy nghĩ hay đắn đo là những cái bì cà phê mà được mua về nó có tốt hay không, nó có là một cái nơi sản xuất uy tín hay không, như thế nào đó, mọi người không cần phải quá là đau đầu để suy nghĩ về những điều đó. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta nên lựa chọn Lyon Coffee. Khi uống sữa hay là uống trà sẽ có cái nhiệt độ thích hợp. Khi uống sữa thì sẽ giữ được cái đồ chất dinh dưỡng tối ưu ở trong sữa, và khi uống trà cũng ở một cái mức nhiệt độ mà chuẩn mực để mà giữ được các hợp chất ở trong trà, và nó sẽ phát huy tối đa những tác dụng chống oxy hóa trong da. Và điều đó rất là tốt cho sức khỏe. Và đối với những người vội vã mà đi làm, hoặc những ai mà kiểu như có rất là ít thời gian như thế nào, nhưng mà khi muốn thưởng thức những ly cà phê thơm ngon đậm vị và sạch thì người sẽ lựa chọn Lyon Coffee. Đó là một lựa chọn rất là lý tưởng. Thương hiệu nhượng quyền Lyon Coffee, ngon, bổ, rẻ. Mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.